Cảm giác ông thừa luôn đi. Cái rừng này chắc là bởi hết số rồi, rừng nguyên sinh luôn ấy. Cái này nó gỡ này chứ mấy cái chỗ cấp treo khác là nó sẽ dán những lá bùa. Nó có mấy hình mấy bốn góc cái dán lá bùa. Sao luôn. Lên khó rồi. Ồ đá, nguyên cái thằng đá. Có ồ lên đây bắt đầu mát rồi này. Nguyên cái tảng đá đó rồi trời. Có ý là tặng luôn đó. Mấy chứ có cái gì nó đi ngang đường biển đẹp lắm mà có nhớ luôn mà hồi đó có nhớ hỏi cậu Hoàng có bơi từ bờ này sang bờ kia được không đúng rồi nó có một cái đi ngang đường biển sao đường này thành núi vậy nè nhưng mà chắc gì là mình lên Bà Nà Hiếu cái nào đường biển là ngoài Nha Trang. Nha Trang cũng có một Nha cái Trang đi ra hướng Vinpearl á đúng rồi Vinpearl nó mới có cái đường cáp treo ra biển. Ý là hồi trước tụi con có đi một cái cáp treo mà đi ngang qua biển nhưng mà không nhớ là đi ở đâu. Đi ngang qua biển chứ có Nha Trang thôi. Lên đó mình đi này. Ôi, mình vào, có đi vào cái công viên gì đó mà vợ Hải Dương học thì chán quá đó. Quá dữ vậy là hình như là Vinpearl đấy. Chỉ có Vinpearl nó mới có cáp treo đi qua biển ngoài Nha Trang. Mình đi cáp treo có hai lần nè. Đây. Là một lần Bà Nà Hiếu nè, mới là một lần nữa chắc là Vinpearl thì mới đi ngang qua biển chứ. Chắc chắn thì Vinpearl là qua biển rồi, nói gì nữa. Có cái công viên Hải Dương học á vào chán chết. Có hả? Có cái xe đục điện đục chờ mãi không đi được nhớ. Con nhớ sơ sơ rồi tại hồi đó nhỏ. Bàn tay Phật. Đâu? Đó, trên cùng. Ồ đù. Ờ đúng rồi, trên cùng. Có hai cái bàn tay. Bàn tay Phật. Bàn tay là Giê-xu. Ở ngoài xây lên hay là tự nhiên vậy? Là Giê-xu. Mình xây lên, lên sau này. Không bao giờ mà nó ra được vậy đâu. Cái mỗi cái tượng Quan Âm là thấy vô lý lắm rồi. Mỗi cái tượng Quan Âm canxi carbonate thấy vô lý lắm rồi. Cái tượng Quan Âm nó nhũ ra thật á. Không mẹ. Nhũ ra nghe là nó chạy nó xuống. Nếu bên là mẹ em hoặc là bác Nga thì sẽ đi. Ba nhìn nó xích mà. Hả? Tự nhiên bây giờ nó kêu chưa hùng xích ma nó lâu quá rồi. Ủa chị hình như nó đang xây dựng một cái nữa này hùng này bên này nè. Dạ. Quý dữ vậy. Đó. Bên một tuyến nữa. Ở bên bên trái của mình. Không thấy chạy đâu. Cái tuyến này. Bên này thì nó đủ cái lượng khách thôi chứ chạy gì đâu. Nó hoạt động đủ. Là sao? Đi lên đây là mấy chỗ tham quan đó. Ừ. Cũng có thể nó dài một tuyến để nó vận chuyển đó. Lục phủ ngũ tạng của mình. Cái của mình nó cao rồi. Cái thông quan cơ thể con người. Rồi. Bố rồi, hồi đi học rồi. Ở trên kia bắt đầu dồn lại, chậm lại. Cũng mình giải thích được. Để chụp cái quan cho mình. Bỏ sao cái chỗ này thành phố nó đang cái chỗ này là cái gì hết nên mới gần cái này chứ không? Người tam hổ. Chỗ này là cái gì chứ? Bên kia đâu, Đà Nẵng đâu. Đà Nẵng anh nhìn từ trên cao nhìn thấy hết. Mình ở đó. Hoặc là nhìn từ núi Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng nhìn ra thấy. Ủa sao tự đứng trên mai trên chút xíu mà. Cứ làm xịn. Chỗ chùa Linh Ứng nhìn ra. Ủa có cái phượng về bên. Đó. Cặp với dưới có bên ở bên. Đó. Bên này là bin rô mắc qua mây anh em qua mây á cái rừng này nhiều cây lớn chứ phải đi chắc là mây và cây cao lắm á chắc là mây bị dâu này khai thác gỗ là tiền không tất cả mọi người trên thế giới đều như một người con này nó yên tĩnh quá bầu trời như này yes cái gì đậm hoa đẹp nhỉ sắp tới kìa ngoài lạnh nó đi tặng rồi sao nó làm đang mát mát luôn chứ nhớ lạnh còn lên nữa hả lên nữa là 27 độ là cỡ mấy lạnh trong phòng nên là chắc sao đâu trừ 9 độ đi vừa rồi trừ 9 độ cách 1500 so với mặt đất mà 1500 so với mực nước biển là 18 độ đừng có tính Google tính rồi biết Google nào tính âm 18 độ Google đây Google đây Google đây
bên trái hả? Mà chú Phúc cũng nói nữa mà. Ồ cái này ông nó tới 5 đó. 5 trời ơi bên trái người Nam cát luôn á chứ. Nhưng mà theo khoa học cũng là như thế. Nhưng mà chú là người Đà Nẵng. 3 4 này bên này nữa 5 cái. Lấy khoa học lên bây giờ thấy cho người Huế nó có lấy tiền ít hơn. 5 đường lên luôn. Trên nó tầm khoảng 18, 19, 20 độ chứ đâu nhiều tới 27 độ. Chứ không có chuyện này người Huế nó chứ. Nếu mà theo thời tiết là 21 độ. Cách khí cộng nạp. Mà tới trưa trưa chắc 25 mát chứ không phải là 25 độ. Chứ nó để xuống chứ nó mà 20 độ rồi chứ này không phải 23. Ở đây thấy rõ này là được 1, 2, 3, 5. 5 lần anh. Mình là 4. Cái này là 5 rồi. 5 tuyến. 5 tuyến đi. Ghê hả? Quý dữ hả? Nó mới hổ đến cáp treo. Lạnh không? Ừ. Mặc áo gió không? Tôi đã khinh thường thời tiết Đà Lạt đấy. Nhìn cái rừng ha. Kênh tự nhiên rồi. Đã công nhận cái tự nhiên rất là hay. Bởi mấy thằng giết người mà nó trốn vào rừng nữa, đi tìm mệt mỏi luôn đó. Mấy thằng tìm muốn khổ đó. Cộng một chứ. Sao này đã làm vậy được? Không vấn đề để bảo những rừng này khỏi tìm sao mà tìm được sao đi từ ngõ ngách được rừng nào chứ rừng này vô không có lạc không nhìn lên cáp treo nó đi cái hướng cáp treo đi xuống phải liền luôn giỏi lắm cây nữa để cháy hết phải cái kiểu này đó điểm nước của nó vết đó cái sản phẩm dầu mấy cái là dầu đấy, có người đi xuống lại luôn mà có người xuống anh vậy là cái này vừa lên vừa xuống máu mà hiến mỗi tuyến là vừa lên vừa xuống nhưng mà xuống rất ít người lắm giờ này là người ta chưa xuống về cái này người đó nhiều khi ở trên đấy giờ xuống đi chơi cái nhân viên làm con hai ăn cả đời chắc tí phải điện thoại hỏi chứ đoán thêm mệt quá tại vì có khách nó lên đây nó ở khách sạn trên đây luôn thì nó ở giờ nó xuống đi chơi Sa Pa đến đến rồi lặng lẽ sao mà lạnh điên lạnh rồi nè lạnh chứ đô mây này chỗ cao này là mây xe mây bay kìa đẹp không mây bay nó có cái nhà có cái nhà xây dựng thì còn nó đi thang bộ lên rồi đi thang bộ xuống rồi. Mấy cái đá này mà nó xẻ ra vuông vức luôn. Đây có đường đi chạy xe máy được. Cái đường liên kết với tòa nhà đó. Đi xe. Ủa sao mai sẽ đi chạy xe hơi lên được ấy nhá? Từ đó xe hơi để nó chở gạch đá. Xe 16 chỗ lên được đó anh. Mà thử thẳng lên đường nào ấy chứ. Đường này nó lên chạy thẳng chứ vậy. Nè, có đường chạy chở vật tư lên nè. Trên này chứ. Cái tay này nó tàn phai hết rồi, lúc trước nó màu vàng. Ủa, nó có màu vàng luôn rồi đúng không? Em tưởng nó màu đó từ đó giờ. Online giống mới đẹp. Giờ nó tróc hết rồi. Ở trên mạng để cho mấy thằng nước ngoài xem thì nó làm vàng. Nó tróc hết. Không, trên đây nó gọi là cầu vàng chứ không gọi là tay vàng. Trung Quốc nó bắt chước một cái bàn tay như mình nè. Nó thấy cái sau nó bắt chước nó làm. Nhưng mà bàn tay nhìn nó xấu lắm. Bàn tay này nhìn nó đẹp hơn. Bàn tay của Trung Quốc thì nó làm như này. Đúng rồi, nó cũng làm. Mà mình làm trước nó làm sao. Nên là phải làm cái này ok. Cậu đi đâu vậy? Ơi, tới nơi. Trời. Quá. Đó, mát lạnh gì đâu.